Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 7, trang 58 đến trang 61, bài 9, phần tiếp theo văn bản 2. Người ngồi đợi trước hiên nhà, Huỳnh Như Phương sát cánh diều. Số 1 nhỏ chuẩn bị xem lại khái niệm tản văn ở phần kiến thức ngữ văn để vận dụng vào đọc hiểu văn bản này. Khi đọc tản văn thì các em cần chú ý bài tản văn viết về ai, viết về cái sự việc gì, đề tài gì, tác giả sử dụng phương thức biểu đạt nào, vấn đề tác giả nêu lên có ý nghĩa xã hội như thế nào, những yếu tố nào bộc lộ trực tiếp tình cảm, ý nghĩa của tác giả. Các em đọc trước văn bản Người ngồi đợi trước hiên nhà, tìm hiểu thêm thông tin về tác giả Huỳnh Như Phương, tìm hiểu những cái hy sinh mất mát của nhân dân ta trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Như vậy ở đây chúng ta sẽ đọc lại cái khái niệm tản văn ở phần kiến thức ngữ văn, rồi đọc trước văn bản Người ngồi đợi trước hiên nhà để tìm hiểu thêm thông tin về tác giả Huỳnh Như Phương. Một số thông tin về tác giả Huỳnh Như Phương như sau. Huỳnh Như Phương sinh năm 1955, quê quán ở Quảng Ngãi. Giáo sư Huỳnh Như Phương là nhà giáo chuyên giảng dạy lý thuyết văn học ở trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời là nhà nghiên cứu phê bình văn học trước năm 1975. Lúc chưa tới 20 tuổi, Huỳnh Như Phương đã có các bài đăng trên các tạp chí có khuynh hướng thiên tả, lúc đó như là trình bày, đối diện. Những hy sinh mất mát của nhân dân ta trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước là: cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đã phải kéo dài gần 21 năm, trải qua 5 giai đoạn chiến lược là cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ và nhiều thử thách cam go ác liệt. Chiến tranh khiến cho các gia đình phải ly tán, rơi vào cảnh thốn, thiếu thốn, khó khăn, mẹ xa con, vợ xa chồng, cuộc sống nghèo đói khổ sở. Bom đạn đã cướp đi biết bao sinh mạng quý giá, để lại nỗi thống khổ, nhớ nhung và gánh nặng cho những người ở lại. Tiếp theo số 2 nhỏ là phần đọc hiểu. Sau khi Hiệp định Geneva được ký kết cuối năm 1954, đầu năm 1955, ở quê tôi gần một nửa số gia đình có người thân đi tập kết ra miền Bắc. Không khí làng quê chùng xuống vì tình cảnh kẻ Bắc người Nam. Những người đàn bà tiễn chồng tiễn con ra đi, mắt đẫm lệ, hẹn 2 năm trở về mà lòng còn nghi ngại. Chính quyền quốc gia tiếp thu từ vĩ tuyến 17 trở vào, và những con người đất Quảng từng hiến tuổi thanh xuân cho cuộc kháng chiến chống Pháp đành phải lìa bỏ nơi chôn nhau cắt rốn, theo đơn vị vào Quy Nhơn, xuống chiếc tàu Ba Lan đang đợi sẵn. Nhiều người ra đi khi vừa lập gia đình, để lại những người vợ trẻ, có người mang bào thai trong bụng. Nhà ngoại tôi 5 người ra đi trên những chuyến tàu năm ấy, ông ngoại, 2 người con trai và 2 người con rể. Mới 1 tháng trước đó, nhà ngoại rộn rã với đám cưới của dì Bảy, dựng 7 người tam kỳ, mồ côi cả cha mẹ, đi bộ đội đóng quân ở làng tôi, thầm yêu dì rồi đơn vị đứng ra làm lễ cưới. Chỉ 1 tháng sau là đơn vị chuyển đi, đôi người đôi ngã, ra miền Bắc rồi lại miền Nam chiến đấu. Dựng 7 vẫn tìm cách liên lạc với gia đình, thỉnh thoảng một lá thư gói trong bọc ni lông bé tí chuyển đến nhà tôi giữa đêm khuya, mang theo tin tức của Dượng như một niềm hy vọng đáp lại nỗi trông chờ mòn mỏi của dì. Năm Dượng đi, dì tròn 20 tuổi. Suốt 20 năm sau đó, có những người ngỏ ý dạm hỏi, dì vẫn không lung lạc, với niềm tin sẽ có ngày Dượng trở về. Gần cuối cuộc chiến tranh, tin tức của Dượng về nhà thường xuyên hơn, hình như là lời cầu nguyện của dì Linh Ứng, để Dượng tránh hòn tên mũi đạn nơi chiến trường. Nhà tôi gần đường số 1, mỗi ngày sau khi đi làm đồng trở về, dì tôi thường ngồi trên bộ phản gõ ngoài hiên nhìn ra con ngõ.
nơi ngày xưa dưỡng cùng những người đồng đội lần đầu đến nhà tôi xin chỗ trú quân. Tháng 4 năm 1975, những đoàn xe Molotova nối tiếp nhau chạy ngang trước nhà tôi để chuyển quân vào mặt trận Việt Nam. Dường tôi ở trên một chuyến xe đó. 20 năm dường không quên người xưa, nhưng đã quên cảnh cũ. Khi đến địa phận huyện Mộ Đức, dường đảo mắt tìm sớm nhà quê vợ nhưng không nhận ra vì cảnh vật đã đổi thay. Đến khi dừng lại hỏi nhà, thì xe đã chạy vượt qua gần 5 cây số. Trên đường tiến quân đâu thể quay xe trở lại. Dường chỉ kịp nhờ một người đi đường báo tin cho gia đình và gửi tặng dì tôi một chiếc nón bài thơ mua được trên đường hành quân. Những ngày sau đó gia đình tôi nao nức trong niềm vui chờ đợi. Ông ngoại tôi mất sớm trên miền Bắc, ba tôi hy sinh trên chiến trường đã 8 năm. Nỗi đau dần nguôi ngoai, nhà có 5 người đang đi, 3 người trở về cũng còn là may mắn. Dì bảy tôi lại ngồi trước hiên nhà mỏi mắt nhìn ra đường cái. Nhưng hai cậu tôi lần lượt trở về mà dường bảy vẫn không tin tức. Những chiếc xe chở bộ đội hồi hương chạy qua không dừng lại. Gia đình dò hỏi các nơi mãi đến cuối năm 1975 mới nhận được giấy báo tử dường ngã xuống trong trận đánh ở Xuân Lộc, cửa ngõ phía đông bắc Sài Gòn, chỉ 10 ngày trước khi chiến tranh ngưng tiếng súng. Như trong một câu chuyện cổ, người kỵ sĩ ra đi trên lưng chiến mã, nhưng ngày chiến thắng chỉ có chiến mã trở về mà không có bóng dáng người trên lưng ngựa. Vì tôi nén nỗi đau vào bên trong. Nhà tôi lập bàn thờ cho dượng, tôi đã nhờ người về thần xã Tam Thanh, huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam tìm gia đình dượng, nhưng không ai còn nhớ tên người lính cũ Nguyễn Ngọc Linh. Gần đây dò tìm danh sách liệt sĩ trên mạng, cũng không có thông tin gì để tìm mộ phần của dượng. Ngày hòa bình dì tôi đã qua tuổi 40, vẫn có người đàn ông để ý đến dì, nhưng lòng dì không còn rung động. Bà ngoại tôi ngày càng một yếu, những người con trai của bà về thăm ít ngày rồi lại ra đi thành phố. Những người con gái theo chồng, theo con, chỉ còn mình dì bảy ở lại chăm sóc bà, trông coi nhà, thờ giữa khu vườn ít bàn tay vung xới. Bà ngoại mất mát. Bà ngoại mất, mấy năm trước dì vào thành phố Hồ Chí Minh sống với em, nhưng được ít lâu, nhớ quê, lại về sống một mình trong ngôi nhà cũ. Dì lại tiếp tục những bữa cơm vắng lặng như mấy mươi năm trước. Và nói buồn chiều muộn dì lại ra ngồi trước hiên nhà, nhìn con đường kéo dài như nỗi chờ mong trong vô vọng. Đêm đêm ngọn đèn dầu trên gian thờ lập lè theo tiếng kêu của thạch sùng, có cảm giác như thời gian ngưng động đã từng lâu lắm. Mỗi lần về thăm, ngồi bên mâm cơm đạm bạc với dì, tôi chợt nghĩ nếu ngày đó dì đi bước nữa thì liệu bây giờ dì có được hưởng hạnh phúc hay không? Mùa lục năm ngoái, sau những trận mưa dữ dội, vùng quê tôi nước tràn trắng trời trắng đất, nhà ngoại tôi nước ngập ngang cửa sổ gần bằng trận lụt năm Giáp Thìn năm 1964. Nhớ hồi đó tôi còn nhỏ, nhà tôi đông người, thôn xóm cho ghe đến tận nhà chuyển người và gia súc lên vùng đồi cao. Lần này chỉ có dì bảy với người cháu gái. Nửa đêm nước dâng vào nhà bất thần, may có vài người bà con ở gần đến giúp để kê ghế, để có bàn ghế để có chỗ nằm cao hơn mặt nước chờ đất trời thu nước xuống. Mùa lũ dữ rồi cũng qua, vườn rau xanh trở lại. Những ngày này dì tôi, bà Lê Thị Thỏa, một trong bao người phụ nữ bình dị đã đi qua chiến tranh, năm nay tròn 80 tuổi, đang ngồi một mình đợi Tết ở ngôi nhà gần cầu Vĩnh Phú thuộc thị trấn Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Nguyện cầu hồn thiêng những người đã ngã xuống độ trì cho dì bình an trường thọ. Thành phố những thước phim quay chậm, nhà xuất bản Trẻ thành phố Hồ Chí Minh 2018. Như vậy các em vừa theo dõi văn bản. Như vậy các em vừa theo dõi văn bản Người ngồi đợi trước hiên nhà của Huỳnh Như Phương. Về nội dung của văn bản thì văn bản kể về câu chuyện của vợ chồng dì Bảy.
Một câu chuyện buồn về một người vợ mòn mỏi đợi chờ chồng kháng chiến rồi nhận hung tin chồng đã chết. Câu chuyện đã phản ánh sự tàn khốc của chiến tranh, đã chia lìa biết bao gia đình, cướp đi những người con, người chồng, người cha của bao người phụ nữ. Tiếp theo là những câu hỏi phần đọc hiểu. Số 1 nhỏ, tranh minh họa và nhân đề văn bản có mối liên hệ gì? Thì tranh minh họa, người hình ảnh người phụ nữ già nua ngồi chờ chồng trước hiên nhà, chờ đợi một người lính sẽ không bao giờ trở lại. Hình ảnh này liên quan mật thiết đến nhân đề người ngồi đợi trước hiên nhà. Câu 2, chú ý hoàn cảnh chia tay của nhân vật Dượng Bảy. Thì Dượng Bảy và dì Bảy chia tay khi chỉ vừa cưới nhau được một tháng, hạnh phúc ngắn ngủi chưa được bao lâu. Câu 3, chú ý ngôi kệ của văn bản. Thì văn bản được kể theo ngôi thứ nhất xưng tôi. Tác giả trong vai người cháu chứng kiến toàn bộ câu chuyện và thuật lại khiến cho các tình tiết trở nên chân thật, khách quan hơn. Tiếp theo câu 4, vì sao dì Bảy biết Dượng Bảy vẫn còn sống? Thì dì Bảy biết Dượng Bảy vẫn còn sống thông qua những lá thư gói trong bọc ni lông, qua những cái tin tức từ chiến trường, qua người đi đường báo tin và trao giùm kỹ vật. Câu 5, chú ý hoàn cảnh hy sinh của Dượng Bảy. Thì Dượng Bảy hy sinh trong trận đánh ở Xuân Lộc chỉ 10 ngày trước khi trận chiến kết thúc. Câu 6, qua lời văn hình dung giọng kể của tác giả. Thì lời văn cho thấy giọng kể của tác giả đầy xót thương, xót xa thương cảm. Đứa cháu thương cho người dì cô quạnh, đồng thời cũng cảm phục được lòng chung thủy kiên cường của người phụ nữ ấy. Tiếp theo câu 7, trước hoàn cảnh của dì Bảy, tác giả có suy nghĩ gì? Thì trước hoàn cảnh của dì Bảy, tác giả đồng cảm và thương xót cho những ngày cô quạnh, vắng lặng, đeo bám gì, băng khoăn không biết nếu ngày xưa đi bước nữa thì liệu bây giờ gì có được hạnh phúc hay không. Câu 8, việc nhắc đến tên thật của dì Bảy ở đây có tác dụng gì? Thì việc nhắc đến tên thật của dì Bảy có tác dụng khẳng định đây là một câu chuyện có thật, nhấn mạnh những mất mát hiện hữu và cuộc chiến tranh tàn khốc đã để lại. Tiếp theo câu hỏi cuối bài. Câu 1, bài tản văn người ngồi đợi trước hiên nhà viết về ai, về sự việc gì? Thì bài tản văn người ngồi đợi trước hiên nhà viết về dì Lê Thị Thỏa, về việc dì hoài ngóng đợi một người chồng tham gia chiến tranh và già đi trong cô quạnh khi người chồng bỏ mạng nơi bom đạn vô tình. Tiếp theo, số 2 nhỏ, sắp xếp các sự kiện chính sau đây theo tật tự xưa như tác giả đã kể trong văn bản. A. Dượng Bảy ngã xuống trong trận đánh ở Xuân Lộc trên đường tiến vào Sài Gòn. B. Dì Bảy năm nay tròn 80 tuổi đang ngồi đợi một mình, đợi Tết. C. Dượng Bảy cùng nhiều người con đất quảng lên đường ra bắt tập kết. D. Ngày hòa bình dì tôi đã 40 tuổi vẫn có người đàn ông để ý đến dì, nhưng lòng dì không còn rung động. E. Ra miền Bắc, rồi lại vào miền Nam chiến đấu, Dượng Bảy vẫn liên lạc với gia đình. Như vậy chúng ta sẽ sắp xếp các sự kiện chính dưới đây theo trật tự như tác giả đã kể trong văn bản. Thì chúng ta sẽ sắp xếp lại ý C là ý đầu tiên. Dượng Bảy cùng nhiều con, người con đất quảng lên đường ra Bắc tập kết. E. Ra miền Bắc rồi lại miền Nam chiến đấu, Dượng Bảy vẫn liên lạc với gia đình. A. Dượng Bảy ngã xuống trong trận đánh ở Xuân Lộc trên đường tiến vào Sài Gòn.
Về, ngày hòa bình gì tôi đã qua 40 tuổi, vẫn có người đàn ông để ý đến gì, nhưng lòng gì không còn rung động. B. Dì Bảy năm nay tròn 80 tuổi, đang ngồi một mình đợi Tết. Tiếp theo câu 3. Trong văn, trong cái bài tản văn Người ngồi đợi trước hiên nhà, tác giả đã kết hợp phương thức tự sự với phương thức nào chỉ ra tác dụng của việc kết hợp đó? Thì trong bài tản văn Người ngồi đợi trước hiên nhà, tác giả đã kết hợp phương thức tự sự với phương thức biểu cảm. Tác dụng là kể về cái câu chuyện của dì mình, lời người kể luôn nhỏ nhẹ như thì thầm với người đọc. Cách kể ấy vừa thể hiện được cái tình cảm và thái độ quý trọng, kính cẩn, thiêng liêng của người cháu, vừa tái hiện được sự hy sinh thầm lặng, sự chịu đựng bền bỉ, âm thầm, dẻo dai, lặng lẽ, biết hy sinh nên chẳng nhiều lời của người phụ nữ Việt Nam. Tiếp theo câu 4, tìm và phân tích một số câu hoặc đoạn văn trực tiếp bộc lộ tình cảm suy nghĩ của tác giả. Một số câu văn, đoạn văn trực tiếp bộc lộ tình cảm suy nghĩ của tác giả là: Mỗi lần về quê ngồi bên mâm cơm đạm bạc với dì, tôi chợt nghĩ nếu ngày đó dì bước thêm bước nữa, thì liệu bây giờ dì có được hưởng hạnh phúc không? Những ngày này dì tôi, bà Lê Thị Thỏa, một trong bao người phụ nữ bình dị đã đi qua chiến tranh, năm nay tròn 80 tuổi, đang ngồi một mình đợi Tết ở ngôi nhà gần cầu Vĩnh Phú, thuộc thị trấn Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, nguyện cầu hồn thiên những người đã ngã xuống độ trì cho dì bình an trường thọ. Thì những câu văn đoạn văn thể hiện sự đồng cảm xót thương của nhân vật tôi khi chứng kiến cuộc sống cô đơn lẻ bóng của dì Bảy. Cả cuộc đời, dì là sự chờ đợi trong khắc khoải, hy vọng bồn chồn. Người cháu hy vọng cuộc đời của dì sẽ bình an trường thọ. Tiếp theo câu 5. Bài tản văn cho người đọc thấy sự hy sinh thầm lặng và lớn lao của những người phụ nữ trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Vấn đề ấy gợi cho em những cái suy nghĩ gì khi được sống trong hòa bình? Thì bài tản văn cho người đọc thấy được cái sự hy sinh thầm lặng và lớn lao của những người phụ nữ trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Vấn đề ấy gợi cho em lòng xót thương và đồng cảm với những người phụ nữ thiệt thòi trong hoàn cảnh bom đạn vô tình. Đặt trong cuộc sống hòa bình hiện nay thì em cảm thấy vô cùng may mắn vì được sống trong độc lập, tự do và đầy đủ no ấm. Được sống yên ấm như vậy, em càng biết ơn công lao của thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh tuổi trẻ, thời gian, thậm chí cả mạng sống của mình để ra sức bảo vệ Tổ quốc. Em sẽ cố gắng học tập và rèn luyện thật chăm chỉ để góp phần xây dựng đất nước đẹp giàu, xứng đáng với công lao cha anh đã bảo vệ gìn giữ nước nhà. Tiếp theo câu 6, có người nói, dì Bảy trong bài tản văn giống như hình tượng Hồng Vọng Phu ở các câu chuyện cổ, ý kiến của em như thế nào? Như vậy thì chúng ta sẽ nêu cái suy nghĩ của mình về câu của một người nói về dì Bảy là giống như hình tượng Hồng Vọng Phu ở trong các câu chuyện cổ. Thì cô ví dụ như, em đồng tình với quan điểm dì Bảy trong bài tản văn giống như là hình tượng Hồng Vọng Phu ở các câu chuyện cổ, vì qua câu chuyện em thấy được ở dì sự chờ đợi, thương yêu, không quản khó nhọc, hy sinh vun vén gia đình, thủy chung một lòng với người chồng nơi chiến trận. Dù biết chồng đã hy sinh, dì cũng không màng đối hoài đến những lời dạm hỏi
một lòng chăm lo cho gia đình nhỏ, ngày ngày ngồi đợi trước hiên nhà hoài vọng quá khứ đã đi qua. Thank you.